Bà nào nói cái giấm táo này dễ uống nè. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói nó chua lè, chua lét, chua còn hơn chanh nữa. Chua mà gung tay gung chân luôn á. Ủa thì lần đầu tiên tôi uống thì tôi cũng cảm thấy là cái giấm táo này nó chua lè, chua lét thiệt mà. Nhưng mà sau khi mà tôi tìm hiểu kỹ và biết cách uống á, thì tôi thấy là uống cái giấm táo này nha, chỉ là dễ uống không đâu. Mà khi mà mấy ông mấy bà nghe tới cái công dụng này chắc chắn là sẽ hết hồn hết vía cho mà coi. Uống cái giấm táo này một thời gian nha, sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể nè, tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt nha, ông nào bà nào mà có bị mùi cơ thể nha, sau khi mà mình sử dụng một thời gian nha, sẽ không có còn mùi nữa. Đúng là khắc tinh của ông nào bà nào mà đang bị hắt trong nôi. Tôi còn nghe nói nha, uống cái giấm táo này một thời gian á, thì mấy bé mỡ á, nó sẽ không có còn đeo bám mấy ông mấy bà nữa. Cái này thì thật chất á, là tôi chưa có kiểm định, tại vì á, tôi cũng mới uống thời gian đầu thôi à. Bà nào mà mới bắt đầu uống cái giấm táo này á, thì mình pha 15ml giấm táo với lại là 330ml nước ấm, mình phải điều lên mình uống. Bà nào mà thích ngọt xíu á, thì mình có thể cho xíu xíu mật ong nha. Còn không á, thì mình đem mình trộn với salad nè. Tôi thấy á, là trên thị trường á, thì có rất là nhiều dòng giấm táo luôn. Mà người ta khuyên mình nên sử dụng cái dòng giấm táo hữu cơ của Hoa Kỳ này nè mấy bà. Tại vì đây là cái dòng giấm táo mà có chứa giấm mẹ với lại là các anxin và phán chất. Mà các loại giấm táo khác không có á mấy bà.